Bảo nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mọi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Sa tu lần thầy chúng kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng. Bài học thắng pháp hôm nay, bài 25, lộ y môn bình nhật đặc biệt tiếp theo về lộ đắc thiền và lộ nhập thiền. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi diễn nhập bài học. Namo Buddhaya. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục học về lộ ý môn. Và đây là một ở trong những lộ ý môn đặc biệt. Trong phần lộ ý đặc biệt này, chúng ta sẽ học về những định tâm thức trong hai trường hợp là đắc thiền và nhập thiền. Thực ra thì phần này tương đối là quen thuộc nếu chúng ta đã nghe kỹ về học trước, nhưng mà ở đây chúng ta ôn nhắc lại là quá trình chứng thiền và nhập thiền được mô tả một cách rất là tế nhị trong Thắng Pháp. Một lần nữa cho chúng ta một cái nhìn tương đối là mới, và nếu mà chúng ta quen theo cái ý niệm thường thức hay là của kinh tạng. Ở đây thưa quý vị, từ cái trạng thái chưa chứng thiền ở trong thời gian tu tập mà cho đến trạng thái chứng thiền đó, nó là một sự đột phá thay đổi hoàn toàn. Và sau đó thì đề cập đến trạng thái nhập thiền thì chúng ta cũng thấy là những gì Thắng Pháp đề cập cho chúng ta một cái khái niệm mới. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe bài học do Thượng tọa Thiện sư biên soạn, và sau đó bài giảng Thượng tọa giảng sư. Kính tri ân Thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học. Vậy thì con xin được đọc phần chánh văn bài học hôm nay, Thắng Pháp bài 25, lộ ý môn bình nhật đặc biệt tiếp theo về lộ đắc thiền và lộ nhập thiền. Một, lộ đắc thiền. Adikamikachanawiti. Lộ đắc thiền của người trì căn và lợi căn diễn trình như sau. Người trì căn có sát na chuẩn bị, một khẩu phần rung động, một khẩu phần dứt dòng, một khai ý môn, một chuẩn bị, một cận hành, một thượng thứ, một chuyển tập, một thiền chứng, tái diễn hữu phần tiềm thức. Người lợi căn không có sát na chuẩn bị, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, một cận hành, một thuận thứ, một chuyển tộc, một thiền chứng, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, có 18 thiền chứng là chính thiện đáo đại và chính tố đáo đại, hạng thánh hữu học và phàm nhân và phàm tam nhân đắc thiền thiện, bậc A-la-hán đắc thiền tố. Lộ đắc thiền thiện có hai chặng là khai môn và động lực, gồm động lực dục giới và động lực kiên cố. Có sáu chặng là sát na khai ý môn, sát na chuẩn bị, sát na cận hành, sát na thuận thứ, sát na thiền chứng. Hoặc năm chặng là không có sát na chuẩn bị, có ba tứ tâm là một tâm khai ý môn, một trong bốn tâm đại thiện hợp trí, và một trong chín tâm thiện đáo đại. Lộ đắc thiền tố có hai chặng, có sáu hoặc năm chặng, có ba thứ tâm
là một tâm khai ý môn, một trong bốn tâm đại tố hợp trí và một trong chín tâm tố đạo đại. 2. Lộ nhập thiền Chanasama Vatikviti. Lộ nhập thiền của người trì căn và lợi căn diễn trình như sau. Người trì căn có sát na chuẩn bị: một khẩu phần rung động, một khẩu phần dứt dòng, một khai ý môn, một chuẩn bị, một cận hành, một thuận thứ, một chuyển tộc. Tâm thiền sanh vô số sát na, tái diễn hữu phần tiềm thức. Người lợi căn không có sát na chuẩn bị: một khẩu phần rung động, một khẩu phần dứt dòng, một khai ý môn, một cận hành, một thuận thứ, một chuyển tộc. Tâm thiền sanh vô số sát na, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét: có 18 thứ thiền nhập là chính thiền đáo đại và chính tố đáo đại. Hạng phàm tam nhân và thánh hữu nhập thiền thiện, bậc A-la-hán nhập thiền tố. Lộ nhập thiền thiện có hai chặng là khai môn và động lực, gồm động lực dục giới và động lực kiên cố. Không thể tính chập tâm, vì nhập thiền nên tâm thiền sanh vô số sát na. Có ba thứ tâm trong lộ nhập thiền thiện này là một tâm khai ý môn, một trong bốn tâm đại thiện hợp trí và một trong chín tâm thiền nhập thiền đáo đại. Lộ nhập thiền tố có hai chặng, vô số chập tâm. Có ba thứ tâm trong lộ này là một tâm khai ý môn, một trong bốn tâm đại tố hợp trí và một trong chín tâm thiền nhập tố đại. Bài học tiếp theo sẽ là bài 26, lộ ý môn bình nhật đặc biệt tiếp theo về lộ nhập thiền cơ và lộ hiện thông. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Tệ Siêu. Sau đây là phần không vui nhưng nên học cho thiền tòa Giác Đẳng biên soạn. Nên đặc biệt lưu ý thuật ngữ thiền. Trong lúc chữ thiền được xài với nhiều nghĩa ở Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, thì chữ thiền tại các xứ Phật giáo Nam truyền theo Tam Tạng Pali, đặc biệt là theo Thắng Pháp, thì mang ý nghĩa chuyên biệt hơn. Thiền là phạm âm của Chan á, người Trung Hoa đọc là Chan, người Nhật đọc là Zen. Chan á, theo Thắng Pháp đặc biệt nói về tâm định cao với các thiền chi như tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Những chi thiền này khi được phát triển thường thục sẽ áp đảo được 5 ngăn ngại nội tâm, 5 pháp cái là tham dục, sân độc, hung thủy, trạo hối, dao động. Nói một cách chuyên môn thì thiền trong Thắng Pháp là nói về thiền chỉ, samatha, samatha. Trọng điểm của thiền Chana là định lực và kết quả chứng thiền là sự thường thục xuất nhập các tầng thiền. Thí dụ trong đời sống hàng ngày, chúng ta muốn thể nhập vào trạng thái hưng phấn khi làm việc hay nhẹ nhàng thản khi sắp đi ngủ, thường khi không an trú dễ dàng như mong muốn. Một người chứng thiền ngược lại có thể xuất nhập các thiền chứng như ý do tinh luyện thường thục. Có sự khác biệt về phân chia thiền chứng theo Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng. Kinh Tạng đề cập 4 thiền chứng dựa theo cõi hay cảnh giới tái sanh, trong lúc Thắng Pháp Tạng đề cập 5 thiền y cứ trên định tâm, có chi tầm và chi tứ, sơ thiền, hoặc chỉ có chi tứ mà không có chi tầm, nhị thiền. Thắng Pháp cũng chỉ nói về 4 cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không nói về cõi ngũ thiền. Ngày nay, người Phật tử Việt Nam thường dùng chữ hành thiền, nhưng rất ít khi tập thiền đúng nghĩa samatha. Nếu nói cho đúng nghĩa thì sự hành thiền phải gọi là tu tập định hoặc tu tập định học tăng thượng, samadhi, bao gồm sự quân tu chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và khi người ta dùng chữ thiền môn hay cửa thiền để chỉ cho chùa chiền thì hàm ý là nơi tu tập nội tâm một cách tổng quát, chứ không nhất thiết là nơi tu thiền chana. Bàn về thiền theo ý nghĩa chuyên môn chuẩn xác nhất là theo Thắng Pháp thì thật không có thiền vị. Chánh văn bài học hôm nay đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học.
Nam mô Ratan Tayasa. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Chánh Pháp và Tăng Chúng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học về chi tiết các lộ tâm kiên cố. Nhưng mà trước tiên là chúng ta học hai lộ, lộ đắc thiền và lộ nhập thiền. Thực ra thì lúc trước chúng tôi cũng muốn là học cho nó nhanh, thì cái lộ đặc biệt là chỉ học 2 buổi là xong. Nó gần có 7 lộ. Chúng ta sẽ bàn đến cái vấn đề tu thiền chỉ, từ 1 cho đến 3, 1 đến 4. Cái đó là trong cái phạm trù của thiền chỉ. Từ cái lộ số 5, tức là lộ đắc đạo, lộ nhập thiền quả cho đến lộ nhập thiền diệt, thì nó liên quan đến thiền quán, vipassana, chứng đạo quả, vân vân. Nhưng mà chúng tôi e rằng là các vị học không nổi, bởi vì lúc trước đây Thượng Tọa Giác Đẳng cũng đã phân ra học từng lộ, mà bây giờ chúng tôi nói hai lộ thì nó cũng khá nhiều. Nhưng nếu mà vừa có trí tuệ nhạy bén và lắng nghe, nhất là ta có được cái bản nêu ở trước mặt, bản nêu chi pháp ở trước mặt, thì cái chuyện này nó không phải là khó. Hôm vừa rồi chúng tôi có giới thiệu với quý vị về cái lộ đắc thiền, nhập thiền sơ qua, cái gọi là Adikamika Chana Vị Thí. Chana Vị Thí tức là cái diễn trình đắc thiền, mà Adikamika tức là sơ khởi, tức là đầu tiên. Nào đến giờ người đó chưa có đắc thiền, chưa có sanh khởi cái tâm thiền, bây giờ do tu tập thiền chỉ
đạt đến mức độ định tâm mạnh trên đề mục thì lúc đó diễn trình tâm đắc thiền sẽ khởi lên. Trong trường hợp này của Adikamika, còn khi mà nói đến nhập thiền đó thì nó khác hơn đắc thiền ở chỗ trước tiên là phải đắc thiền, mình tu thiền rồi mới đắc thiền, thiền xong mới nhập thiền được. Nhưng mà theo trong thanh tịnh đạo đó, thì ngài Bố Thích Khu Sát ngài nói rằng là đắc thiền thì được, nhưng mà không phải ai, không phải hành giả nào đắc thiền rồi cũng nhập thiền được hết. Cái kỹ năng mà nhập thiền thưa quý vị, nó phải thành tựu cái bốn pháp và si, tức là bốn pháp tự tại, nhập thiền, xuất thiền, trú thiền. Phải có cái pháp tự tại. Còn cái trường hợp nhập thiền được, đắc thiền nhập thiền được, nhưng mà hiện thông cũng không phải, không phải là ai đắc thiền chỉ cũng có thể hiện thông được. Ngài Bố Thích Khu Sát này nói rằng là chỉ có những vị mà thiện xảo thành thục á, như Đức Phật và các vị đại đệ tử của ngài mới làm được cái việc đó. Nó cũng giống như cái trường hợp một người đi học thi đậu lấy bằng cấp, nhưng mà chưa chắc gì lấy bằng cấp ra đó mà người này có thể có cái trình độ để mà nghiên cứu tiếp tục. Những cái gì mà mình đã biết ít lắm thôi, rồi nghiên cứu những cái đề tài, những mảng đề tài nào nghiên cứu được, nhưng mà gọi là viết sách để lại cho đời đó thì cũng không phải là chuyện dễ thôi. Có nhiều vị tiến sĩ ở Việt Nam mình, có rất nhiều tiến sĩ, nhưng mà có bằng cấp xong về rồi đó, không biết cái trình độ làm cái việc gì, chuyên môn cái lĩnh vực nào không có. Đừng nói chi là cái việc mà quanh năm suốt tháng nghiên cứu về dịch thuật hay là viết, viết lách. Cái chuyện đó không phải chuyện dễ. Mà ý là cái đó chỉ là sử dụng những cái tâm thiện, những cái tâm dục giới thôi thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà đắc thiền, nhập thiền rồi hiện thông đó, cái này là phải sử dụng đến cái tâm đáo đại, phải sử dụng đến tâm đáo đại, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới.
cái lĩnh vực đó nó rất là tinh vi. Một vị mà họ đắc thiền được, nhập thiền được, hiện thông được, thì những vị đó nội tâm của họ phải hết sức là trong sáng. Năm triền cái tức là tham dục, phẫn nộ, hôn thủy, trạo hối và hoài nghi đã được khắc chế, đã được vắng lặng. Nội tâm như vậy thì mới có thể đi đến thiền được. Vậy mà có những vị hành giả còn phàm phu thì vẫn có thể bị hoại thiền như thường, tức là đắc thiền xong rồi, sau khi chứng đắc thiền, vị đó không có thuần thục trong cái việc nhập thiền, cho nên bỏ thời gian rồi thì bị ngoại cảnh sắc thinh hương vị xúc chi phối và tâm bắt đầu khởi lên ham danh ham lợi hay là sân hận, thì lúc bây giờ nó bị mất, thì nó bị mất, bị biến hoại. Đề bài đặt ra, khi đã đắc thiền rồi có thần thông nữa chứ, vậy mà vừa khi khởi lên cái tham vọng là muốn trưởng quản giáo hội tăng già và hướng đến cái việc lợi lộc cho bản thân, thì khi đó Đề Bà Đạt Đa đã mất thiền, hoại thông, trở thành con người rất là bình thường, tạo những cái ác nghiệp. Ở đây thưa quý vị, như chúng tôi đã nói hôm trước, là trong cái việc tu tập chúng ta có ba cái bước tu. Một là chaga hay gọi là dana, dana maya punyatariyo thú, tức là tạo phước cách là xả tài bố thí. Tu tập cái buổi đầu làm sao để mình dứt bỏ được cái tâm bổng sẻn keo kiết, có sự hoan hỷ trong việc chia sẻ, sang sớt cho người khác khi mà họ đến sinh, hoặc là họ có nhu cầu cần thiết, thì phải tập rồi sau mình xả bỏ được, mình bỏ cái mà gọi tư hữu, cho rằng cái này là của ta, phải bỏ được. Đó là cái tu tập bước thứ nhất, nó
nó cũng không phải là dễ đâu thưa quý vị. Cái tâm phàm phu của chúng ta có cái thói quen là bỏng sẻn, keo kiết, ai cho mình thì mình nhận được một cách thoải mái, một cách dễ dàng, hoan hỷ. Nhưng mà để gọi là dứt bỏ cái tâm bổn sẻn để cho người khác đó, thì cái chuyện đó là nó không phải dễ chút nào. Phải quân tập, phải rèn luyện tâm mới được, xét bằng mỗi cách. Khi mà an trú với tâm từ tâm bi, tức là thương xót chúng sanh khốn khổ, thì lúc đó mới hành động bố thí được. Hoặc là một người họ an trú với lòng tin, tin lý nhân quả nghiệp báo, tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, họ mới bố thí được. Hoặc là họ nghĩ đến cái tác hại của cái tâm bổn sẻn, nó làm có quý nội tâm, nó làm cho con người phải kéo dài sanh tử luân hồi, hoặc là sanh ra những kiếp xa xao do cái lòng bổn sẻn, do cái tâm bổn sẻn đó, đời sau sanh ra thiếu ăn thiếu mặc, thiếu trú xứ, hoặc là nó có đi nữa do cái phước tình cờ mình làm đó. Có đi nữa thì do cái lòng bổn sẻn quen rồi, cho nên khi mà mình có được cái tài sản đó, mình lại ăn uống không được, không dám tiêu xài, chẳng thà để cất đó cho nó hư nó thối, không dám xài. Rốt cuộc thì mình giàu có cũng chẳng có lợi ích gì cho mình. Chúng ta suy xét đến cái thảm trạng của cái tâm bổ sản như vậy, chúng ta mới bố thí được. Đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai đó là giữ giới. Giữ giới là một trường hợp mà con người sống biết lập ra một nguyên tắc, cái nguyên tắc tốt đẹp. Nó có nhiều cái nguyên tắc sống, nhưng mà những cái nguyên tắc mà của con người do thiểu trí, do cái kiến chấp, cho nên họ bày ra những cái nghi lễ cực đoan vô ích, rồi họ thực hành theo, thì họ cho rằng cái đó cũng là cái hạnh tu, nhưng mà cái đó thuộc giới cấm thủ. Còn khi người Phật tử chúng ta có được cái niềm tin và có trí tuệ nha, thì chúng ta biết cái nguyên tắc sống của chúng ta là khi mà chúng ta muốn làm cái hành động gì, muốn nói cái lời nói gì, muốn suy nghĩ về cái tư duy nào, Đức Phật Ngài dạy rằng là hãy phản tỉnh, xem coi cái thân hành, khẩu hành, ý hành mà mình sẽ làm đó, sẽ nói đó, sẽ suy nghĩ đó, nó là thiện hay là bất thiện, nó đưa đến lợi ích hay là đưa đến vô ích, đưa đến an lạc hay đưa đến đau khổ, được người trí tán thán hay là bị người trí trong đời chỉ trích. Sau khi xét như vậy rồi, chúng ta phải lựa chọn cái gì là thiện, cái gì là lợi ích, cái gì là đưa đến sự an lạc, và cái gì mà được người trí ở đời ca ngợi, thì chúng ta hãy thực hành theo cái đó. Nói một cách khác, chúng ta hãy suy xét những gì mà mình làm, mình nói, chúng ta phải có cái nguyên tắc là
lợi mình lợi người thì mới làm mới nói, lợi mình mà hại người thì không làm không nói, mà có lợi cho người khác mà có hại cho mình thì cũng không làm không nói. Còn nếu mà có hại cho mình, có hại cho người khác, có hại cả hai đó thì càng dứt khoát không nên làm không nên nói. Nói làm được những gì có lợi cho người khác nhưng mà vô hại cho mình về cái vấn đề tổn giảm đạo đức hay là vị hay là nghiệp quả không có. Nếu mà thấy rằng là không có hại cho mình ở hai phương diện đó thì chúng ta vẫn nói vẫn làm được, nhưng mà tốt nhất cái gì có lợi mình lợi người thì chúng ta nên làm. Thì cái đó là cái nguyên tắc sống, nó bao hàm cái ý nghĩa của sự trì giới. Cho nên cái phương pháp thứ hai là chúng ta phải trì giới. Sống có nguyên tắc gì? Rồi cái pháp thứ ba đó, cái pháp tu, cái bước tu thứ ba đó, Đức Phật ngài dạy cái là pháp Namaya Punyakriya Thu, tức là phước nghiệp sự do tu tiến. Chúng ta không nên chỉ dậm chân chỗ, nghĩ rằng bố thí là đủ, hay nghĩ rằng mình giữ giới là đủ. Không phải. Tại sao vậy? Bởi vì mình chỉ bố thí thì tạo cái phước vật, đời sau mình có được nhiều tài sản vinh hiển giàu có, nhưng mình nó cũng còn cái khổ luân hồi. Người giàu cũng khóc thưa quý vị, chứ người giàu đâu phải là sung sướng. Nếu như mà cái tâm của họ không được an lạc thì họ cũng vẫn đau khổ như thường. Đó là chưa nói đến người giàu cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên không phải giàu là hạnh phúc tuyệt đối. Thế thì chúng ta không nên dừng lại ở chỗ là tu tập chỉ có làm việc bố thí. Chúng ta phải giữ giới để tạo được cái phước đức đời sau. Chúng ta sanh ra ở đời, chúng ta được nhiều cái sự hanh thông, nhiều cái sự may mắn. Người mà có phước đức do cái sự giữ giới, do tránh xa cái điều ác, Arati Virati Papa, cánh xa tâm niệm ác, thì người đó được cái phước luân hồi là sanh ra gặp người cha người mẹ hiền đức, biết thương yêu con cái, mình có cái phước luân hồi đó. Do cái sự giữ giới cho nên mình sẽ kết hợp với người bạn đời là người vợ hay người chồng, luôn luôn có cái sự thương yêu, gắn bó đùm bọc với nhau, sát cánh với nhau suốt đời. Mình có cái phước luân hồi, mình sanh ra ở đời đó, mình có những đứa con nó hiếu thuận, hiếu đạo, nó biết thương cha thương mẹ. Mình có phước luân hồi do nhờ cái sự giữ giới ấy, cho nên mình mới có bạn bè trung tính, mới có mía thuộc, có sự đoàn kết,
đùm bọc giúp đỡ nhau, mình có phước luân hồi sinh ra có cái thân tướng tốt đẹp khỏe mạnh, các căn nó được tinh nhạy như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó không có bị khuyết tật, cũng do nhờ sự dịu giới, do nhờ quả của sự dịu giới. Rồi mình có phước luân hồi đó thì sanh ra ở đời mình được nhiều người ở trong xã hội họ kính trọng, họ thương tưởng, họ nể nang, mình sẽ có được quyền chức, quyền thế, chứ không có bị người ta chà đạp. Rồi có phước luân hồi thì chúng ta mới được những cái vật chất, tài sản một cách đàng hoàng. Và khi mà có cái phước giữ giới đó, thưa quý vị, chúng ta mới không có bị mất mát tài sản. Tài sản nào phát sinh do cái sự bố thí đời quá khứ nó có rồi đó, thì nhờ cái phước đức giữ giới mà chúng ta mới giữ được, không bị tài sản, không bị hỏa hoạn, không bị nước lục cuốn trôi, không bị vua tịch biên, không bị những kẻ cướp trộm nó lấy, nó đoạt, không bị phá sản bởi con cháu trong gia đình nó làm cho hư hoại tài sản của mình. Như vậy do nhờ dữ giới. Nhưng mà dầu cho có phước vật hay phước đức thì nó cũng còn nằm ở trong cái sự luân hồi sanh tử, vì cõi dục giới của chúng ta nó phức tạp lắm thưa quý vị. Như bố thí thì giới thì chỉ sanh về cõi dục giới thôi. Bây giờ chúng ta phải tu thiền sau quanh năm. Tu thiền ở đây tức là sự rèn luyện nội tâm. Cái câu của Đức Phật ngài nói rằng là sappa passat karana, tức là chỉ cho giới, tức là không làm tất cả điều ác là giữ giới. Sacitta priyo kusalasu vasampada, tức là thực hiện các việc lành. Ở đây tức là nói về cái sự bố thí và những cái thiện pháp khác ngoài cái sự giữ giới. Nhưng mà câu thứ ba, sacitta priyo dapanang, thanh lọc tâm ý, tức là chỉ cho cái việc mà chúng ta tu thiền. Mục đích của cái sự tu thiền là vì thứ nhất là tâm này nó bị dao động, do dao động cho nên không có khinh an. Thế thì bây giờ chúng ta tu thiền là để chúng ta trú tâm, trên một cái đề mục vững chắc. Ở trong cái đề mục tu thiền thì chúng ta có tất cả là tu thiền, thiền chỉ, samatha, phapana, thì chúng ta có tất cả là 40 đề mục tu thiền, thiền chỉ. Nhưng mà trong 40 đề mục đó thì có 10 đề mục mà cũng gọi là samatha, nhưng mà 10 đề mục đó là chỉ đạt đến cái trạng thái upachara samadhi là cận định thôi. Tuy nhiên nó vẫn đem đến một cái lợi ích, tức là nội tâm được an tịnh. Đó là đề mục như là tùy niệm ơn Đức Phật, tùy niệm ơn Đức Pháp, tùy niệm ơn Đức Tăng, tùy niệm ơn Đức của sự trì giới, tùy niệm ơn Đức bố thí, tùy niệm ơn Đức của các vị chư thiên,
rồi quán niệm về sự chết, hay là suy niệm về niết bàn. Cái đặc tính của niết bàn là tịch tịnh, là ly tham và đoạn diệt, vân vân. Rồi thêm hai đề mục nữa, một đề mục phân biệt bốn đại tha tú và quách tha. Tha tú và quách tha tức là phân biệt bốn đại ở trong thân này. Cái gì là chất đất ở trong thân, chất nước, lửa, gió, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân thuộc về đất, mật đàm, mũ máu thuộc về nước, thân nhiệt hay là cái chất nóng làm cho cháy cái tế bào da cũ, hoặc là cái chất nóng ở trong ruột để tiêu hóa một tầng vân vân, cái đó gọi là lửa, chất lửa trong thân. Chất gió như hơi thở ra vào, khi chúng ta ở hơi hay là hạ phong, thì cái đó nó thuộc chất gió. Đó cũng là một đề mục để chúng ta tu tập đạt đến cận định. Rồi đề mục thứ 10 đó được gọi là một cái sanh nha, đó là ahare patikulasanya, tức là nhàm chán, nhờn vớn trong vật thực. Chúng ta suy tưởng, bởi vì chúng ta ăn uống đó, mà nếu như vị hành giả có cái tâm tu tập rồi mà để cho cái tâm nó bị dính mắc đắm say ở trong cái vị của vật thực đó, thì như vậy nó không ổn. Thế là mình phải làm sao để suy xét, để quán tưởng như thế nào mà để chúng ta chán. Thì như vậy 10 điều một đó đó được xem như là những đề mục mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu dù chúng ta chưa phải là một vị hành giả thực thụ tu thiền, thì 10 điều một đó, 10 điều một cận định đó, tức là 6 điều một tùy niệm, rồi thêm cái niệm sự chết, niệm đặc tính của niết bàn, rồi phân tích tứ đại, rồi bán tưởng vật thực, nhầm gớm vật thực, 10 đề mục đó chúng ta cũng cần phải tu tập. Rồi thưa quý vị, ngoài 10 đề mục đó ra, chúng ta có những có 30 đề mục, 26 đề mục đắc thiền sắc giới và 1 đề mục đắc thiền vô sắc giới. Thì chắc có lẽ là ở nếu mà cái môn học thắng pháp này mà chúng ta kéo dài được và theo cái giáo trình ở phương tâm bát thánh sanh này, thì cho đến các cái chương sau, chương bắt đầu chương 8 là chúng ta đã có rồi. Chương 8, chương 9 là chúng ta bàn về cái vấn đề các cái đề mục tâm bát thánh á, đề mục tu tập. Còn ở đây chỉ nói cái đại khái là 30 đề mục đó, 26 đề mục tu tập đắc thiền sắc giới. Nhưng mà căn bản là 10 đề mục cách sinh ác là giờ đề mục đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không, bệnh, sáng, để chú tâm trên đó đạt đến sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn 10 đề mục bất mỹ, tức là quán về cái tử thi, thì cái đó chỉ đắc sơ thiền thôi,
Còn như niệm về 32 thiên trường cũng sơ thiền thôi, nhưng mà hơi thở thì đắc được năm loại thiền, từ sơ thiền cho đến ngũ thiền giới. Rồi bốn vô lượng tâm hay là bốn phẩm trú tự xã đó, thì cái này nó sẽ đưa đến tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ thì đắc được sơ thiền cho đến tứ thiền. Nhưng mà tu tập tâm xã là đắc ngũ thiền, ngũ thiền sắc giới. Rồi cái đề mục không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ là bốn đề mục. Tu tập thiền chỉ để mà đắc được cái thiền sắc giới, ở thiền vô sắc giới. Thì không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái lỗ đắc thiền đó, thì chúng ta phải hiểu như thế này. Có hai trường hợp. Vì hành giả phàm tâm nhân hay là bậc thánh hữu học tu đồ quần tu đà hàm a na hàm thì tu thiền chỉ họ sẽ đắc được cái thiền thiện sắc giới hay vô sắc giới gọi là chana kusala citta, tức là đắc thiền thiện. Còn nếu là vị A-la-hán sau khi đắc đạo quả xong mà ngài muốn có thần thông, ngài muốn nhập định đó, thì ngài luyện Samatha Bhavana là thiền chỉ, thì ngài luyện thì ngài sẽ chứng được cái gọi là Chana Kriya Chitta, tức là thiện tốn. Thì thiện thiện với thiện tốt gom lại đó, thì chúng ta nói đó là những cái tâm động lực đáo đại. Mà trong đó đó, thiền sắc giới chia làm năm bậc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Có thiện, có tốt. Còn thiền vô sắc giới thì có bốn bậc, tức là thiền không vô biên xứ, thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở xứ, thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Có thiện có tốt cho nên thành tám. Thì như vậy chính thiền thiện và chính thiền tốt chúng ta có, nếu mà chứng đắc á, thì phải là chứng đắc 18 thiền, 18 loại thiền. Nhưng bậc A-la-hán thì chứng đắc chính thiền tốt. Còn như phàm phu chúng ta hay là bậc thánh hữu học thì có chứng thiền thì chứng chính thiền thiện mà thôi. Đối với thiền sắc giới phân năm bậc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Phân như vậy là dựa vào tha năng gác, tức là dựa vào chi thiền. Còn đối với thiền vô sắc thì phân bốn bậc là dựa vào đề mục Aramana. Nó khác nhau gì ở đây thưa quý vị? Vì có thể với một cái cảnh đề mục mà người ta có thể đắc được sơ thiền, như là niệm hơi thở thì đắc được sơ thiền, rồi đắc tới nhị thiền, đắc tới tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền. Một đề mục đất người ta cũng có thể
đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền được. Cho nên thì giới để phân loại là theo chi thiền. Sơ thiền thì có năm chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất hành, hay tầm tứ hỷ lạc định đó. Rồi nhị thiền còn bốn chi tức là tứ hỷ lạc định, rồi tam thiền còn hỷ lạc định, tứ thiền còn chỉ còn lạc định, và ngũ thiền chỉ có xả và định thôi. Cho nên cứ y cứ và chi thiền mà biết đó là thiền đệ nhất, thiền đệ nhị, thiền đệ tam, thiền đệ tứ, thiền đệ ngũ, phân loại. Vỡ đi, chúng tôi cũng nói thêm như thế này là ở trong thắng pháp á, thì khi nói thì sắc giới là nói đến năm bậc. Gọi là quanh cho các chan á. Tối theo hệ thống năm thiền gọi là bành chất cá na giác, hệ thống năm thiền. Còn chất túc cá là hệ thống bốn thiền, là nói theo tạng tạng kinh. Bốn thiền với năm thiền khác nhau ở chỗ nào? Kính thưa quý vị, nó khác nhau ở chỗ là vì ở trong kinh tạng khi mà đề cập đến nhị thiền thì nó tương ứng với cái cõi cõi nhị thiền, và cõi nhị thiền này là bỏ tầm hay bỏ tứ, hay bỏ tầm tứ. Vì theo thắng pháp đó thì người mà đắc nhị thiền với tam thiền, nhị thiền thì bỏ tầm nhưng mà còn tứ hỷ lạc định, còn tam thiền thì bỏ chẳng những bỏ tầm mà bỏ luôn cả tứ, chỉ còn có hỷ lạc định thôi. Nhưng mà vì hai cái thiền này đó còn hỷ lạc, một trạng thái định do hỷ lạc sanh, do đó cả hai hành giả đắc được nhị thiền tam thiền đó sanh về cõi nhị thiền. Thiển quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên đắc nhị thiền tam thiền sanh được ở đó. Mà ở trong kinh tạng thì nhị thiền hay tam thiền, một cái là bỏ tầm, còn tứ gọi là vô tầm hữu tứ, và tam thiền là vô tầm vô tứ còn hỷ lạc định. Thì gom chung lại, bởi vì đều tái tục ở trong cái cõi nhị thiền cả, cho nên gọi là nhị thiền. Nhưng mà trong cái diệu pháp á, thì sở dĩ phân đôi như vậy đó là bởi vì dầu cho tái tục chung về cái cõi nhị thiền, nhưng mà cũng vẫn phải nói đến nhị tam thiền, là bởi vì cái này gọi là ekata kaya nanata sayi, tức là thân đồng mà tưởng dị trong bốn bốn
trong chín loại mà gọi là hữu tình cư, chín loại hữu tình cư thì cái thân đồng quý vị 21 chúng ta sẽ học tới. Để khỏi mà được gọi là thân đồng quý vị dị đó, tức là có cái thân tướng giống nhau, cái hình tướng của các phạm thiên nó giống nhau nhưng mà tâm tục sinh khác nhau, là chỉ cho cái khổ vị thiền. Khổ vị thiền có hai cái tâm tế tục, tức là cái tâm quả nhị, quả sắc giới nhị thiền và quả sắc giới tam thiền. Cho nên nếu như mà không có học thắng pháp, mà hoặc là nghe qua thắng pháp nói vậy rồi cái mình chỉ trích đó, là coi chừng mai mốt mình coi ở trong kinh Trường Bộ mà mình gặp cái chỗ chúng sinh ở trong đời này có chín hữu tình cư, là thân vị đứng vị hình tướng khác nhau và cái tâm tái tục cũng khác nhau, rồi có những cõi thân vị nhưng mà tưởng đồng, hình tướng khác nhau nhưng mà tâm tái tục giống nhau, như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula chẳng hạn. Rồi thân đồng mà tưởng dị, tức là chỉ có dị thiền. Thân phạm thiên hình tướng giống nhau nhưng mà tâm tái tục thể khác nhau. Rồi thân đồng tưởng đồng là chỉ cho những vị ở trên cũng sơ thiền, tam thiền, tứ thiền của mình. Nhưng mà bốn cái đó rồi đó thì ở trên đời này vẫn có những cái trường hợp mà không thể kể được. Không kể là dị đồng. Tại sao? Vì năm cái kia đó, cõi vô tưởng đó, chỉ có sắc quẩn mà không có quẩn, tức là có thân mà không có tưởng, cho nên không thể kể vào trong thân đồng tưởng dị hay thân dị tưởng đồng. Rồi cái hữu tình cư không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ đó, bốn cõi vô sắc đó thì có tưởng nhưng mà lại không có thân, cho nên cũng không thể xếp vào cái tình trạng gọi là thân dị tưởng dị hay là thân đồng tưởng dị, hoặc là thân dị tưởng đồng hay là thân đồng tưởng đồng cũng thể xếp. Khi nào cõi chúng sanh nương gá đó mà nó có hai thành phần danh và sắc, thân và tâm đó, thân và tâm tái tục đó, thì lúc đó mình mới kể được ở trong bốn loại đó. Còn cõi vô tưởng và bốn cõi vô sắc đó, thì kể như là phải kể riêng đó, tình trạng vậy thưa vị, nhắc thêm vậy thôi. Chứ còn cái chỗ mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái chỗ mà nhị thiền với tam thiền á, mà sanh chung về cái khổ nhị thiền á, lý do đó mới gọi là thân đồng và tưởng dị. Ở chỗ này chúng tôi nói cái lý do để cho quý vị biết tại sao ở trong kinh Tạng mà nói có bốn thiền, hệ thống bốn thiền thôi mà thắng pháp có hệ thống tới năm thiền. Còn đối với thiền vô sắc á, đối với thiền vô sắc thì khi mà chứng thiền vô sắc là do tu tập bốn đề mục không vi biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Cái này nó cũng còn nếu mà chúng ta không có nghe cho kỹ, chúng ta lờ mờ không biết cái thiền vô sắc nó tu tập cái kiểu gì, cái đề mục nó ra sao. Điều này muốn biết rõ đó là chúng ta nên xem
ở trong thanh tịnh đạo thì ta sẽ nắm rõ. Ở đây chúng tôi chỉ nói với quý vị như thế này: vượt qua sắc, vượt qua thiền hữu sắc với cái đề mục hữu sắc mới đạt tới vô sắc, ngoại trừ là cái đề mục hư không. Bởi vì đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng, vị hành giả sau khi chứng đạt cái thiền sắc giới với chín đề mục đó, 10 đề mục, nhưng mà vị đó sẽ giữ lại cái hư không Akasa, rồi lấy cái hư không đó vị này mới suy xét một cái kiểu khác Akasonanto. Hư không là không giới hạn, hư không là không giới hạn, không gian không có giới hạn. Thì cứ y cứ đó, hư không mà ở trong đề mục Kassina của thiền sắc á, thì hư không đó nằm ở trong cái giới hạn, một cái khung cửa sổ hoặc là một cái lỗ trống ở trên mái nhà chẳng hạn, hoặc là cái lỗ trống xuyên qua kẽ lá, người ta nhìn cái khoảng trống đó để mà người ta chú tâm, thì như vậy cái hư không đó nó còn bị giới hạn. Nhưng mà cho đến khi lấy cái hư không đó mà suy xét đến Akasananto, tức là hư không không giới hạn, thì vị đó chứng được đệ nhất thiền vô sắc. Vì do lấy đề mục, do cái đề mục tu tập là hư không không giới hạn Akasananto, cho nên mới gọi Akasanya với tầng năng, tức là không vô vi xứ. Khi mà chứng được rồi không vô vi xứ, cái đề mục hư không không giới hạn đó, hư không vô biên đó, thì nó cũng là cái đề mục định thôi. Nhưng mà đến khi đã chứng đắc được đệ nhất thiền vô sắc rồi thì tiếp tục vị hành giả lấy đệ nhất thiền vô sắc đó làm cái thiền án, mới xin điểm rằng thức này mới thật sự là không có giới hạn, quy nha năng là nên tăng. Thức này tức là ám chỉ cho thức không có biên sinh. Thì mà quan sát thức không biên sinh đó, chúng tôi nhắc lại là thức không vô biên xứ, chữ thức đó là chúng ta phải hiểu là chỉ cho thức không vô biên xứ. Lấy thức đó gọi là tâm thiền thức vô biên xứ. Do vậy tâm thiền thức vô biên xứ này đó được xem như là bất cảnh chân đế, hay là bất cảnh nội phần. Cảnh chân đế ở đây tức là tâm, bởi thức là tâm. Bất cảnh nội phần là cái tâm để nhất thiền mà mình đã chứng, lấy đó là đề mục, cho nên cái thiền thứ hai của vô sắc là bất cảnh nội phần và bất cảnh chân đế. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, hôm trước đã học về cảnh, chắc bây giờ cũng bị quên hết rồi, không có nhớ được. Cũng khổ là một những người cư sĩ chúng ta bận rộn cái tục sự ở bên ngoài, cho nên khi mà chúng ta học cái này cái kia đó, chúng ta chỉ nhớ đại đại khái bố thí trì giới thôi, còn mấy cái chi tiết chúng ta lại không có nhớ. Rồi cái
Chúng ta nói đến cái đề mục thứ ba, cái tâm vô sở hữu xứ. Cái tâm vô sở hữu xứ này là một cái thiền, để tam thiền. Nhưng mà vô sở hữu xứ đó bắt cái đề mục gọi là chế định nữa, tức là một cái khái niệm phủ nhận về cái cả hai trường hợp không vô biên và thức vô biên, phủ nhận luôn không có gì cả, không có nào vô biên hết, không có nào không giới hạn đâu. Cho nên khi mà phủ nhận hết như vậy đó thì vị đó lại chứng cái đề tam thiền vô sắc. Cho nên đề tam thiền vô sắc đó không được gọi là cảnh nội phần, không được gọi là cảnh nội phần hay là ngoại phần. Bởi vì đã là đề mục thì nó không có cái nào mục, đã gọi là cái đề mục chế định đó, phủ nhận thì phủ nhận hết, cho nên không có cái cảnh nội phần, cảnh ngoại phần. Nhưng mà cái tâm vô sở hữu xứ, cái tâm thiền đó nó tinh vi lắm thưa quý vị, gọi là sanh tăng và ni tăng, nó an tịnh tinh lương. Rồi khi mà chứng được đệ tam thiền thì bắt đầu vị hành giả mới lấy cái tam thiền vô sắc đó, cái tâm thiền vô sắc tức là vô sở hữu xứ đó, lấy đó mà suy niệm tâm này thật sự là an tịnh, thật sự là tinh liên. Nhưng mà thấy nó tinh vi đến mức mà tưởng chừng như là không có, nhưng mà thật sự không phải là không có, không có tâm. Cái vị đó mới chứng được cái đệ tứ thiền. Đệ tứ thiền này mới gọi là phi tưởng, phi vi tưởng. Khi một cái tâm mà suy niệm cái gọi là phi tưởng, phi vi tưởng đó, thì vị đó đạt được cái trạng thái định. Ở trên vấn đề này thì tâm phi tưởng nó trở nên tinh vi thật sự. Nó tinh vi đến nỗi mà nó không có hiển lộ rõ rệt. Nên khi mà chính hữu tịnh cư, nó có chính. Nhưng mà khi nó đến bảy, nó đến thức trú thì chỉ có bảy thôi. Tại sao có bảy? Là tại vì cõi vô tưởng cũng là một cõi mà chúng sanh phạm thiên nương gác, dầu cho họ không có tâm nhưng mà cũng là chúng sanh, bởi vì có cái sắc mạng quyền. Nhưng mà cõi này gọi là hữu tình cư, nhưng mà không phải là thức trú, không phải là cõi thức trú. Thế là bỏ cõi vô tưởng ra. Và cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng mặc dầu nó là một hữu tình cư, vẫn có danh quẩn thọ tưởng hành thức, nhưng cái sự hiển lộ của danh quẩn này nó rất là tinh vi, cho nên không kể như là thức trú. Thế là thiết thiết quy nhà năng đó, thì chỉ nói đến có bảy. Cho nên các học viên chúng ta nhớ chú ý sát ta quà sát, chính hữu tình cư đó, nó liên hệ đến quên nhà nắp thí tí, thức trú, bảy thức trú. Chính hữu tình cư nhưng có bảy thức trú thôi.
Cái này nó có cái sự liên đới ở trong cõi phù mỹ, không phải chuyện đơn giản thưa quý vị. Cho nên chúng ta học, chúng ta cố gắng chút xíu, chúng tôi sẽ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dù cho quý vị nghe quý vị có chán, chúng tôi cũng phải nhắc để cho thuộc, cho các Phật tử học viên chúng ta cứ thuộc lòng nghe hoài, riết rồi chúng ta cũng thấm nhuần. Thì thưa quý vị, như vậy thì bốn bậc thiền vô sắc đó, bốn thiền chứng vô sắc đó được phân loại thành bốn là do dựa theo bốn đề mục khác nhau, do bốn đề mục khác nhau. Cảnh đề mục đó gọi là Aramana, Aramanato Pediti, tức là phân loại bậc thiền theo cảnh đề mục. Còn thì sắc giới thì phân loại bậc thiền theo Chanangato, tức là theo chi thiền. Hai cái này cái khác nhau. Do vậy chúng ta có chín bậc thiền, nhưng mà chín bậc thiền này đó, những tâm thiền chứng nào mà nó có cái chức năng tạo ra cái quả dị thục thì cái tâm thiền chứng đó gọi là thiền thiện Kusala, Chana Kusala, hay là Kusala Chana, tức là cái tâm thiền chứng của phàm tam nhân và của bậc thánh hữu học tu được quần tu đà hàm anaham. Thì cái thiền thiện nó vậy. Còn cái thiền tố Pilya Chana của bậc a la hán đó, thì thiền này các bậc đoạn lậu, các bậc lậu tận, ngài tu chứng được thiền sắc giới, vô sắc giới đó, chỉ nhằm cái mục đích là để nhập định. Nếu đắc đạo quả mà không có đắc thiền đó, thì đắc đạo quả xong rồi mà dầu tâm khô phiền não, tâm vị ấy không có phiền não, thanh tịnh, nhưng mà có điều là vị A-la-hán đó cứ sinh hoạt bình thường giống như cái vị tỳ kheo phạm nhân khác. Người ta nghĩa là các vị đó không còn chuyện gì cần phải làm, nhưng mà tối ngày các vị đó chỉ đi khất thực về, rồi đi kinh hành tới lui, hoặc là đi quét tịnh thất, quét tịnh xá, quét chùa chiền vân vân, chỉ làm công việc đó thôi, là do không có thiền. Cho nên có những vị A-la-hán khi ngài đã đắc đạo quả A-la-hán rồi, ngài mới nghĩ rằng nay việc nó làm đã làm, phiền não đã đoạn tận, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, sao đời sống này không còn đời sống khác. Nhưng mà bây giờ còn cái thân hữu duy niết bàn là phải tiêu pha cái thời gian từ đây cho đến cuối cuộc đời ở tiêu pha một cách nào. Thế là các ngài bắt đầu, các ngài hành thiền, thiền chỉ. Sau khi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tố sắc giới, rồi chứng được không có biên xứ, thiếu biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng, vi tưởng xứ, tố vô sắc giới, rồi bắt đầu sau khi chứng thiền các ngài rảnh thì các ngài nhập thiền, rảnh thì các ngài nhập thiền. Thứ hai nữa là vị A-la-hán, vì để nó thuận lợi cho cái việc mà hoằng pháp giáo hóa chúng sanh, có những trường hợp mà các ngài phải vận dụng thần thông để làm cho cái
chúng sanh họ có cái sự kính phục rồi họ mới nghe theo. Cho nên các ngài đắc thiền để có thần thông. Và cái thứ ba đó gọi là điếp thất thầm má quy hà đó, điếp thất thầm má xuống các quy hà đó, tức là hiện tại lạc trú. Tại vì bây giờ chúng ta không có đắc thiền, cho nên chúng ta không có hiểu được cái tâm trạng hiện tại lạc trú. Nhưng mà khi đắc thiền rồi thì quý vị sẽ cảm nhận rằng chúng ta rảnh rỗi, chúng ta ngồi coi xem tivi, nghe nhạc, hay là chúng ta bỏ tiền ra mua vé đi du lịch chỗ này chỗ kia, chúng ta nghĩ rằng cái đó là để cho nó tiêu pha cái thời gian sống gì vậy cũng nhàn nhã. Nhưng mà cái nhàn nhã đó nó cũng mệt mỏi lắm thưa quý vị. Chúng ta xem tivi, nghe nhạc rồi chúng ta cũng nhàm chán, nó mệt mắt, mệt cái lỗ tai, rồi đi du lịch nó mỏi cái chân, hay là gặp những cái trường hợp mà nắng gió mưa bão vân vân, chúng ta cũng mệt đó. Còn bây giờ các vị đó lạc trú bằng cách là đi vào rừng dưới một gốc cây, các vị đó ngồi chú tâm, niệm một tâm thiền mà mình đã chứng là cho nó trạng lại. Thì khi mà chú tâm từ sáng cho đến chiều toàn là tâm thiện không đó, thì cái này gọi là chana samapatti, là nhập thiền. Phạm nhân của chúng ta đắc thiền cũng nhập thiền được, vị hữu học đắc thiền cũng nhập thiền được. Cái trạng thái nhập thiền đó là để hiện tại lạc trú, gọi là sukha viha. Nhưng mà ở đây quý vị nhớ thế này nè, nhưng mà chắc có lẽ nó đối với cái gì cũng kêu quý vị nhớ, chắc không nhớ nổi. Năm thiền sắc giới Đức Phật ngài gọi là sukha vihara, tức là lạc trú. Nhưng mà khi đã chứng đắc được cái thiền vô sắc đó thì ngài gọi đây là tịnh trú santi vihara. Tại sao nói như vậy? Bởi vì trong trong cái bài kinh Đoạn Giảm Patisala Sutta, kinh Đoạn Giảm đó, một vị tỳ kheo khi mà hành thiền chỉ đắc được cái trạng thái hỷ lạc, cái trạng thái định sanh do ly dục, định do ly dục sanh, hay hỷ lạc do ly dục sanh, hoặc là do định sanh, ly hỷ trú trú lạc, hoặc xả niệm thanh tịnh vân vân, thì đắc chứng được thiền đó, vị tỳ kheo có thể nghĩ rằng là ta đã đoạn giảm được phiền não. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng vị ấy chứng được cái thiền sắc giới là đoạn giảm phiền não, mà cái này chỉ gọi là santavihara, tức là lạc trú thôi. Chứ phiền não còn y nguyên. Mai mốt nếu mà khi mà xả thiền ra mà khởi lên, thì não vẫn khởi lên như thường. Rồi lại một vị tỳ kheo khác bỏ thiền sắc giới tu chứng thiền vô sắc giới, không vô biên thức, vô biên vô sở hữu, phi tưởng phi vi tưởng, đắc được thiền đó rồi, đắc được thiền vô sắc, vị tỳ kheo đó nghĩ rằng ta đã được giảm phiền não. Nhưng này các tỳ kheo, ta nói rằng vị ấy chỉ đạt được mới có sanh quý ha rác, là tịnh trú chứ chưa phải là đoạn giảm phiền não. Quý vị về xem lại cái bài kinh Đoạn Giảm trụ kinh, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng hai cái trạng thái, một là lạc trú hay là tịnh trú,
là chỉ cho thì sắc và thiện vô sắc. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa cần phải, chúng ta chưa nói đến cái việc mà chúng ta đoạn giảm thì não, chúng ta chưa có cái vé đó đâu. Chúng ta chỉ là lạc trú và tỉnh trú mà chúng ta còn chưa đạt được nữa, thì cho nên cái việc tu tập của chúng ta còn quá nhiều việc cần phải làm. Cho nên khi mà chúng ta học cái lộ đắc thiền với lộ nhập thiền đó, là chúng ta cần phải hiểu rằng là nói đến cái sự thành tựu của thiền chứng và cái sự an trú trong thiền chứng. Ở trong thắng pháp, khi mà đề cập đến cái vấn đề chứng thiền và nhập thiền, để nêu rõ cái sự diễn biến của tâm lúc đó nó sẽ khởi lên như thế nào, chứ không phải là cái tâm bình thường. Bình thường chúng ta khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, thì khởi lên cái lộ tâm ngũ môn. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, mà chúng ta suy nghĩ về đề mục thiền, chắc có lẽ là chúng ta chứng thiền. Không phải. Khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái đề mục thiền đó, cái này chúng ta chỉ dùng cái tâm thiện nhục giới, là chúng ta tập sự để tập chánh niệm. Cho đến khi nào mà một cái lộ ý, một cái diễn trình tâm ý môn nó khởi lên, mà tâm dục giới hợp trí, tức là tâm thiện hay tâm tốt hợp trí, nó khởi lên làm việc với cặp bát chuẩn bị, cũng với cha ra cận hành, anuloma thượng thứ, và vô tra phu là chuyển dục tánh, thì lúc đó một hoặc hai sát na, hai sát na tâm thiền đấu đại nó khởi lên, cái đó gọi là chứng thiền. Sau chứng thiền xong khi mà chứng thiền được rồi, phải chú tâm trên đề mục đó tiếp tục, phải có tác ý khéo để chúng ta thuần thục trong cái việc mà nhập thiền, xuất nhập tự tại mới được. Ở trong bài kinh Gosingat, trong cái khu rừng Gosingat, vào một đêm trăng sáng, khi mà tôn giả Sariputta Mokkallana, tôn giả Ananda, tôn giả Revata, các ngài tụ hợp lại trong đêm trăng sáng, thì có một đề tài đưa lên là trong đêm trăng sáng như vậy, nhưng mà một vị tỳ kheo như thế nào làm cho cái khu rừng vô sinh giá này trở nên sáng hơn. Thì lúc đó mỗi vị nói một cách, thì ngày riêng ngày Sa Lợi Phất nói rằng trong đêm này đó, nếu có một vị tỳ kheo mà xuất thiền nhập thiền tự tại, muốn nhập cái loại thiền nào thì nhập như ý muốn, thì cái đó gọi là vị tỳ kheo làm cho khu rừng vô sinh gắn trong sáng, vân vân. Thì ở đây thì quý vị, cái việc mà xuất nhập tự tại các cái tầng thiền cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tu tập thiền, tu tập rồi chứng đắc thiền là một chuyện khó, mà chứng đắc rồi mà nhập thiền xuất thiền tự tại
nhập xuất tự tại cũng là khó, khó cũng. Nhưng mà bây giờ thì cha chỉ cần làm sao đánh chúng ta gom tâm trên một trong những đề mục thiện chỉ để tập cho tâm, dù chúng ta chỉ đạt đến cận định Upachara Samadhi cũng được, để tập cho tâm nó đừng có phan duyên theo trần cảnh, đừng có bay nhảy chỗ này chỗ kia theo cảnh sắc cảnh thinh để trí về nhiều ý xúc. Bởi vì cái tâm này Đức Phật ngài dạy trong Pháp Cú Kinh đó, như con cá bị vớt lên nước nên ném lên trên bờ thì nó dùng dễ mạnh, nó dùng dễ mạnh, nó chạy theo dục vọng quay cuồng. Nếu mà người điều phục được tâm thì tâm được điều phục sẽ đem mang đến cái gì an lạc. Cho nên chúng ta cứ điều phục tâm bằng cách là chúng ta an trú trong đề mục thiền, không chứng thiền cũng được sao cả, nhưng mà chúng ta cứ an trú chánh niệm và cận định ở trên thiền, trên đề mục thiền, chúng ta vẫn có sẽ an lạc như thường. Chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị trong cái buổi học hôm nay về cái lưỡi đặc biệt, lưỡi nhập thiền và đắc thiền. Thì tất nhiên là bài thì quý vị nghe đọc rồi đó, nhưng mà chúng tôi không có lặp lại những gì đã nói trong bài, mà chúng tôi chỉ nói theo cái ý nghĩa riêng ở bên ngoài để khích lệ cho các Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta học thắng pháp mà ứng dụng trong đời sống tu tập hàng ngày thôi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ trở lại để chia sẻ thêm và điều họp thảo luận với chư tăng. Chúng tôi cũng hơi mệt vì ho nhiều cho nên chúng tôi xin phép, xin kính thỉnh Thượng Tọa Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư, xin kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư đi nghỉ. Thưa quý vị, tiếp theo bài giảng của Thượng Tọa Thượng Sư thì chúng tôi xin được nói thêm một ít về những cái tâm chứng thiện và nhập thiền theo trục thắng pháp đó. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu cái gọi là trạng thái đắc thiền thì trong một cái những trình tâm khi mình đắc thiền hay đắc đạo thì đúng với câu nói là có, chúng ta có câu thơ là một sát na thôi đã là quá đủ, một sát na thôi. Cái này thì nghe nó hơi lạ nhưng mà chúng tôi lấy một cái thí dụ là khi chúng tôi sang bên Mỹ đó, thì thứ gì chúng tôi nhớ rằng khi đi học thi bằng lái xe, trước đó mình học mấy ngày mình làm cái gì đó là cái chuyện tương đối dài, kéo dài nhiều ngày. Nhưng mà khi mình vào
khi mà họ cho mình đậu và họ cho bằng lái đó, thì chúng tôi nhớ là trước sau chỉ có 15 phút thôi. 15 phút trước đó, thì mình không có bằng lái, và 15 phút sau mình có bằng lái. Hay hoặc giả là những cái vị mà khi quốc tịch, trước khi mình đưa tay mình tuyên thệ đó, thì mình không phải là công dân Mỹ, mình đã thi rồi, đã đậu rồi, nhưng mà tuyên thệ sống đó, thì cái giây phút tuyên thệ thì nó không có dài, nó chưa tới 1 phút nữa, mà sau khi tuyên thệ xong thì chúng ta trở thành một công dân Mỹ. Thành ra từ một cái trạng thái này bước vào trạng thái khác đó, nó chỉ có một sát na. Và ở đây thì các vị nên có một điểm mà lưu ý đó, là khi một cái diễn trình tâm thức sanh khởi đó, thì có một cái giai đoạn đó thường là 7 sát na, hay là đôi khi 5 na. Đoạn đó gọi là trong giai đoạn xử lý cảnh. Và thì tôi siêu xài ở trong giáo trình này thì gọi là động lực, hay trước khi chúng ta gọi là động tập. Thì ví dụ như mình mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, hay là mình suy nghĩ cái chuyện gì đó, thì đa phần là cái tâm xử lý nó sanh khởi trong 7 sắc na liên tục. Và 7 sắc na này nó là một loại tâm giống nhau. Thí dụ là tâm tham á, thì cái sắc na động lực đầu tiên, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều là tâm tham. Và ít bao giờ mà nó có cái trường hợp đi đắc thiền hay đắc đạo, mà trong một cái giai đoạn động lực, tức giai đoạn xử lý đó, mà có hai loại tâm khác nhau. Mà chẳng những hai loại tâm khác nhau mà nó làm sự khác nhau được. Như bài học trước mà quý vị nghe nói về những cái tâm như là chuẩn bị cận hành thuận thứ. Chúng tôi dùng cái chữ gọi là tịnh hóa hay là chuyển hóa đó, thì tôi sử dụng cái chữ vũ tịnh hay là bỏ bực hay là tiến bực. Thì cái tâm mà cái sắc đa chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển hóa hay là tịnh hóa đó, cái sắc đa đó là tâm thiện dục giới. Dạ, tâm thiền dục giới. Nhưng mà khi bước qua cái thiền chứng như là tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì cái đó tâm thiền là tâm thiền sắc giới. Hay là khi mình đắc đạo chứng quả, sau này mình học tới đó, lộ đắc đạo chứng quả đó, thì cái tâm mà đắc đạo đó là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong một cái diễn trình tâm rất ngắn, mà thông thường cái giai đoạn xử lý đó, nó có từ 5 đến 7 sát na đó. Và 5 đến 7 sát na thì nó có một thứ tâm thôi. Thì riêng trong lộ đắc thiền đó, nó lại có cả hai thứ tâm. Và cái tâm gọi là đắc thiền, hay là sau này học về tâm chứng đạo đó, tâm thiền hay tâm đạo đó, nó chỉ có một sát na tâm xử lý. Đây là cái gì rất là đặc điểm. Cái đó là cái mà chúng ta gọi là một cái gì rất là đột phá. Như trường hợp quý Phật tử đi học, mình học tiểu học tính bao lâu, tính bao nhiêu năm đó, nhưng mà khi mình đi thi thì cái chuyện mình làm bài thi một buổi thôi. Và khi mình làm bài thi mà mình đậu rồi đó, thì mình không còn là tiểu học nữa, mà mình đã hoàn tất chương trình tiểu học của mình. Thật ra nó một sát na thôi là quá đủ. Trường hợp này rất là đặc biệt.
trong một cái trường hợp khác ấy, là lộ nhập thiền. Nhập thiền tức là tâm an trú trên một cái thiền cảnh. Và ở đây đó, thì cái giai đoạn gọi là động lực hay là xử lý đó, nó không phải là 7 sát na, 10 sát na, 15 sát na, mà có thể là vô số sát na. Dạ, vô số sát na. Rất là rất lâu. Thì về điểm này đó, nó đúng cái năng lực thực sự của tam muội định hay là thiền định. Cho dù chúng ta là người dùng giới đó, mắt thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, vân vân. Cho dù đẹp đến đâu, ngon đến đâu, thơm đến đâu đi nữa, thì trong cái giai đoạn động lực không thể kéo dài quá 7 sát na. Và nếu cái cảnh có rất mạnh hay rất rõ đó, thì nó thêm hai cái tâm dư hưởng phía sau, xong nó trở về với tiềm thức, và nó cứ càng tới càng lui như vậy. Tại sao vậy? Tại thật ra tâm dục giới nó chú, tâm dục giới nó chú thường. Chính vì lấy một cái ví dụ như vậy là ở đây có một vài lần á, chúng ta chứng kiến những ca sĩ mà nghiệp dư, họ không có phải là chuyên môn trong nghề ca hát, đôi khi họ hát bài có bản nhạc thì họ mệt, họ không hát nổi được, thậm chí hát xong rồi phải nghỉ ngơi lấy sức lại. Nhưng mà những ca sĩ chuyên nghiệp đó, chúng tôi cứ gặp một ca sĩ chuyên nghiệp, họ hát một lần gần 20 bài, và có khi họ bao nguyên cả một cái chương trình văn nghệ mà họ vẫn hát được. Thì ở đây chúng ta nói rằng một cái ca sĩ nghiệp dư và một ca sĩ chuyên nghiệp nó khác nhau. Thì ở trong cái cảnh giới của thiền chứng thì nó có một sát na để chứng thiền thôi. Mà khi đi nhập thiền thì cái công đoạn gọi là động lực hay là xử lý đó, nó lại có vô số sát na tâm thiền sanh khởi. Và nó là một hiện tượng mà bình thường chúng ta muốn cũng không được. Dạ, chúng ta không muốn không được. Cái tâm dục giới thấy vậy là yếu lắm. Nhiều lắm là sanh khởi 7 sát na, rồi trở lại nếu cái cảnh ấn tượng quá mạnh đó thì chúng ta có tâm dư hưởng trở lại với tiềm thức, tức là nhiều sát na nó lặp đi lặp lại như vậy. Tức là mình làm chút rồi nghĩ, làm chút nghĩ, chứ không có thể nào giữ một cái công đoạn động lực mà không phải chỉ có 1-2 phút, 1-2 giờ mà có thể 2-3 ngày liên tục như vậy. Đây là trạng thái rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta nói đến thiền chứng thì thưa quý vị, đặc điểm của thiền chứng là một cái trình độ của tâm đạt đến cái chỗ thật sự là viên mãn. Cái viên mãn ở tại đây của thiền đó, nếu mà chúng ta nói cho đúng đó là định lực, hay là nói cho danh từ chuyên môn gọi là tam muội định, thì cái định này nó vốn có trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ chúng tôi nhờ ngồi nhìn con chim đậu trên cây, nghe tiếng lá xào xạc ở ngoài cửa sổ, thì ở trong đó cũng có cái sự hướng tâm, có định.
nhưng mà định trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Ở trong một sát, mỗi sát na nó có định, nó có cái cao nhất. Nhưng mà cái định đó đó, nó chỉ là một cái định rất là mỏng mảnh. Thì thưa quý vị, thế nào là cái định mà gọi là kiên cố? Định là kiên cố đó, là nó có khả năng, thứ nhất là để hướng tâm vào cái cảnh mà mình muốn. Chúng ta thử như vậy thì chúng ta hiểu được là tại sao cái định của chúng ta không thể hướng tâm chỗ mình muốn. Có những lần mà chúng tôi ngồi ở bên cạnh một người bệnh, họ đang buồn bực chuyện con cái. Chúng tôi nói rằng nếu có thì nên nghĩ đến ân lành của Phật Pháp, ân lành của Đức Phật, hay là niệm hơi thở. Thì những người này họ cho biết là rất là khó để đem tâm về với hơi thở. Có một điều mà tất cả chúng ta đều biết, đó là cái khả năng tập chú vào cái mà mình muốn không phải là chuyện đơn giản. Ông bà chúng ta có cái thành ngữ là bắt cóc bỏ dĩa. Và vị nào biết cái dĩa thì nhỏ mà cóc để vào, bắt cóc bỏ để vào nhảy chỗ khác. Cái vị cầm con cóc, có lẽ nhiều vị sợ con cóc xù xì lắm, để bỏ vào để nó nhảy, không thể diễn lại được. Thì cái đặc biệt thứ nhất mà định lực mà có thể bền bỉ ở trên một cái thiền cảnh đó, thì cái định lực đó cần tâm, là sự hướng tâm. Hướng tâm đó là cái gì mà mình vốn đã quen, đã thuần thục, và quen thuần thục đó, thì mình tập trung rất dễ. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử mỗi ngày vào trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma để nghe Pháp, ngày nào cũng vào hết. Do vậy, mỗi khi vào bầu chỉ mở máy, đi thẳng vào rung Phật Pháp Buddha-dhamma, nghe Chư Tăng giảng là quý vị sẽ theo liền. Nhưng mà nếu một người mà ít khi vào hay là mới vào, thì thật sự có người khác mở cho mình vào, mình nghe đó, thì cái tâm mình vẫn nghĩ cái này, nghĩ cái là chúng ta chưa quen trong cái thế giới đó. Ở ngoài đời đó, người ta có cái chữ gọi là nóng máy. Nóng máy tức là cái tâm mình có thể hoạt động mà nhập vai liền, có thể đi vào sự tập trung liền. Còn khi mà mình chưa có nhập vai, chưa có tập trung liền á, thì cái tâm mình nó còn đứng ở ngoài cửa, ngoài cái ngạch cửa đó, nó còn, nó gọi là còn còn nó còn đứng ở bên ngoài, nó chưa thật sự thể nhập vào cái trạng thái đó. Và vì vậy cái yêu cầu đầu tiên của định là phải có tâm, tức là phải có khả năng hướng tâm. Hướng tâm rồi thì nó phải có một cái yếu tính khác nữa gọi là tứ. Tứ có nghĩa là áp sát, có nghĩa là gắn bó, có nghĩa là dán tâm ở trên cái cảnh đó. Mình hướng tâm là một lẽ, nhưng mình có gắn bó với điều đó hay không là tâm. Chúng tôi lấy ví dụ là có những lần mà chúng tôi có công việc, chúng tôi nhờ một người ra ngoài chỗ nào đó để hỗ trợ cho một người khác đang làm việc ngoài đó. Mà có một lần chúng tôi gửi một người ra đó, thì cái người đó ra lại ham chơi,
lo đi chỗ này kia không có giúp cho cái người đang đứng phụ trách công việc tại đó. Thì cái người phụ trách công việc tại đó gọi điện thoại về nói chúng tôi rằng cô A, cô B ra ngoài đó nhưng mà không có giúp con, mà chỉ đến gặp rồi chào hỏi ba, hỏi ba cái vài ba câu rồi đi chỗ khác. Cái đó chúng ta gọi là có hướng tâm mà không có gắn bó. Thí dụ như quý Phật tử nghe kinh, đọc sách, mắt thì có dán vào từng dòng từng chữ đó, nhưng mà cái khả năng để mà tập trung, để mà gắn bó với từng chữ, từng dòng, từng nghĩa câu, nó làm chuyện khác nha. Có nhiều khi con mắt mình quét qua nhưng mà nó lơ là lắm. Thật ra có tầm rồi phải có tứ. Hai cái trạng thái tiếp theo rất là quan trọng là hỷ và lạc. Hỷ là sự hân hoan, lạc là sự nội dung hay là hưởng cảnh. Cái hân hoan làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng. Cái gì mình hân hoan cảm thấy nhẹ nhàng, ví dụ như là mình làm công việc gì đó mà mình thích thì nó khác. Rồi làm công việc gì để trả nợ quý thần thì nó khác. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi không có giỏi về làm vườn. Bây giờ bắt ra làm vườn được chẳng đã làm, nhưng mà chúng tôi không có thấy công việc nó hơi lê lết một chút, nó hơi nặng nề một chút. Nhưng mà với một người rất thích làm vườn đó, chỉ cần đưa cho họ một ít cuốc, giá, phân gì đó, họ chạy ra vườn là tự nhiên trong tâm hồn thơ thới, rất là hân hoan, nhập cuộc liền. Tại vì sao? Tại vì họ có sự hân hoan, tại họ thích thú. Cái thích thú làm cho họ nhẹ nhàng, cảm thấy thoải mái. Cái sự hân hoan đó đó, nó có tính chất là một cái thái độ thoải mái với cảnh. Nhưng mà lạc á, nó là một sự hướng cảnh. Giống như mình nói, người ta làm việc, ta hưởng thụ quá trình mình đó. Mình làm việc cảm thấy sung sướng lắm. Thì cái đó gọi là lạc. Hỷ là sự hân hoan, mà lạc á, là sự hưởng thụ. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta nói vào chi thiền đó, chúng ta phải nói vào định. Nếu định mà đi với cả bốn chi, định đi với tầm, với tứ, với hỷ, với lạc á, thì cái định nó gọi là sơ thiền. Nhưng mà khi mình làm một văn thuần thục rồi đó, mình không cần hướng tâm nữa, mà mình chỉ vừa vào là mình có thể áp sát, có thể gắn bó, vừa vào là có thể hân hoan, vừa vào thì cũng được. Thì nó chỉ có tứ, hỷ, lạc. Thì cái đó đó gọi là một trạng thái gì thiệt. Thì quý vị nhớ rằng cái sự có mặt của tâm và tứ, và cái sự có mặt của tứ mà không có tâm đó, ở trong Kinh Tạng và Thắng Pháp Tạng đều có ghi nhận. Nhưng mà trong Kinh Tạng á, thì sơ thiệt là có tâm có tứ, nhị thiệt là không tâm không tứ. Tại vì Kinh Tạng là nói theo cảnh, cứ dùng cảnh tội, nói theo cõi, thì cõi sơ thiền, cõi nhị thiền. Nên hồi nãy quý vị nghe tội tư sư nói rồi, chúng tôi không nói lại nữa. Nhưng mà rồi đến một lúc mà cái tâm định được tu tập thuần thục hơn đó, thì vị này chỉ có hỷ và lạc. Cái định nó chỉ đi với hỷ và lạc, chứ nó không còn tập tứ nữa. Thì rồi đó là tạm thiệt. Và càng sâu càng thuần thục, và nó chỉ còn có trạng thái thể nhập, gội dục, hưởng cảnh, gọi là lạc, mà không có trạng thái hân hoan thì có gọi là xả. Ví dụ như là có vị nào đó mới biết phao thóc á, thì mỗi ngày vô trong phao thóc hí hửng mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà khi chúng ta đã sinh hoạt lâu rồi, mình không còn cảm thấy hân hoan nữa, mà mình vào là mình vào rồi mình bắt nhịp theo, mình nghe pháp liền, thì cái trạng thái mà chỉ có lạc mà không có hỷ, cái đó gọi là tứ thiệt.
Nhưng mà thưa quý vị, một khi mà hành giả đạt đến cái mức độ tinh luyện cao nhất ấy, thì tầm tứ hỷ lạc đều không còn hết, mà nó chỉ còn lại định. Và định này đó, thường thường người ta kể luôn có xả, nhưng mà thật sự xả nó chỉ là trạng thái mặt của hỷ và lạc. Nếu gọi là chi thiền thì nó không phải là chi thiền. Thành ra cái người học á thì nên nhớ như vậy, là cái then chốt của thiền đó, đó là định. Ở trong tâm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, cái then chốt là định. Định mà đi với tầm tứ hỷ lạc đó gọi là sơ thiền. Định mà chỉ đi với tứ hỷ lạc là gì thiền. Định mà chỉ đi với lạc rồi là tâm thiền. Định mà chỉ đi với lạc thôi, không có hỷ, là tứ thiền. Và định mà không có tầm tứ cũng như không có hỷ lạc thì cái đó gọi là ngũ thiền. Nhưng mà khi không có hỷ và lạc á, không có hỷ và lạc thì người ta thì gọi là xả. Nhưng thật ra xả ở đó nó do không có hỷ và lạc mà xả. Mà thậm chí trong kinh còn có chữ gọi là xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy, những cái trạng thái chi thiền này ở tâm thiền nó khác biệt gì với tâm trong đời sống hàng ngày chúng ta? Thật ra trong đời sống hàng ngày chúng ta đó thì chúng ta cũng có tầm tứ hỷ lạc định, nhưng mà tầm tứ hỷ lạc định chúng ta không có kéo dài được, không có tập trung một cái mình muốn được. Thí dụ như là hành giả tu đề mục xanh vàng đỏ, hay là tu đề mục đất nước lửa gió, hành giả tu là thuần thục rồi đó, chỉ tích tắc là có thể nhập vào cái cảnh giới đó. Giống như quý vị tu niệm hơi thở, cái người mà không tu hơi thở thường á, có khi ngồi 5 phút á vẫn còn lấn tấn với hơi thở. Nhưng cái người đã tu quen rồi, chỉ nghĩ đến hơi thở là vào hơi thở liền. Và thứ nữa là chúng ta không có khả năng kéo dài. Thí dụ một người nhập thiền đó, thì cái tâm sơ thiền họ có thể kéo dài trong vô số sát na không đếm được. Chúng ta biết một khẩy móng tay tâm sẽ chịu nhiều cái, bởi vì nó có thể ngồi 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 3 ngày cũng một trạng, cũng một tiếng tâm. Thì trong trường hợp chúng ta không làm được. Cái đặc biệt của thiền đó là sự thuần thục hay là tự tại trong cái sự xuất nhập, cái đó mới là thực sự. Khi nào mà chúng ta làm những gì gọi là thạo, là giỏi rồi đó, thì cái nào chúng ta cũng làm được. Ví dụ quý vị là người nấu ăn giỏi, nửa đêm tự nhiên thức dậy quý vị cũng có thể xuống nấu được. Còn cái người không nấu ăn á, giỏi đó, thì mỗi lần nấu cái món đó là phải coi YouTube rồi, phải là sách ra rồi, không biết cái nào bỏ trước cái này bỏ sau, bỏ bao nhiêu phân lượng vân vân, làm nó hơi lâu chút xíu. Còn cái người mà đã thành thạo rồi đó, đang ngủ mà bị đánh thức dậy mở mắt ra thì có thể nhập vai, có thể làm liền. Thế đó chúng ta gọi là thuần thục hay là tự tại, gọi là sức nhập tự tại. Thế đây thưa quý vị, chúng ta xin nhắc lại một lần nữa, đó là ở trong cái diễn trình tâm thức đắc thiền thì cái thiền tâm nó chỉ sanh một sát na thôi, một sát na, tức là chuẩn bị cẩn hành thượng thứ rồi tịnh hóa hay là chuyển hóa đó, một sát na. Nhưng mà khi nhập thiền đó thì chuẩn bị cẩn hành thượng thứ mà nó có sanh khởi thiền tâm và chứng thiền, đắc thiền thì một sát na, nhưng mà nhập thiền thì nó có nhiều cái sát na tâm thiền sanh nhập. Và đây là một cái trường hợp mà phải có tu tập, phải có tôi luyện nó mới được. Giống như bây giờ ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì mà mình thành thạo, mình nhập tâm, nó khác với cái mà mình lâu lâu mình mới làm, lần lâu mình mới đi một lần. Và
chúng ta cũng nhớ rằng trong cái diễn trình tâm nhập thiền hay đắc thiền thì nó có cái đặc biệt là trong cái công đoạn ở đây hình như thì tôi sử dụng chữ trong một chập á, chúng tôi cũng dùng chữ chập ở đây, một cái công đoạn gọi là công đoạn xử lý. Thì công đoạn xử lý bình thường là 7 sát na hay 5 sát na. Ở trong cái công đoạn xử lý của chứng thiền nhập thiền đó, nó không có tính con số đó, nhưng mà nó có hai thứ tâm khác nhau. Một là tâm thiện dục giới, học trí, và hai là tâm thiện. Thí dụ như chuẩn bị cần hành thuận tứ, nó là tâm thiện dục giới học trí, tâm thiện dục giới học trí. Nhưng mà cái tâm tắc thiện, đó là tâm sơ thiện, dị thiện, tâm thiện. Và rồi còn cái thọ hỷ thọ xả này, nó tùy theo, nó tùy theo tâm. Ví dụ như chúng ta đắc ngũ thiện là cái tâm thiện thọ xả, thì bắt buộc là chuẩn bị cần hành thuận tứ cũng là tâm đại thiện dục giới thọ xả, cái cảm thọ nó phải tương ứng. Và nếu chúng ta đắc sơ thiền, nhị thiền mà nó có thọ hỷ đó, thì cái tâm chuẩn bị cần hành thuận tứ chuyển hóa đó, nó phải là tâm thọ hỷ, tâm thiện dục giới thọ hỷ. Có cái này mà hồi nãy chúng tôi có lưu ý quý vị là một người mà tuyên thệ để mua quốc tịch Mỹ thì cái lời tuyên thệ có thể chưa quá một phút, nhưng mà một phút trước đó người đó chưa phải là công dân Mỹ, sau phút đó người đó là công dân Mỹ, thì nói về thời gian á, nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cả một đời người mình. Có thể được buổi sáng mình đi đến chỗ tuyên thệ mình chưa phải là dân Mỹ, khi mình rời chỗ đó mình trở về mình là công dân Mỹ. Thì có những sự việc xảy ra trong đời đó, mà cái sự việc nó xảy ra không lâu, nó chỉ là một tích tắc, một sát na. Một sát na thôi đã là quá đủ, một sát na thôi mà nó là thay đổi mọi thứ. Thì ở đây là lý do tại sao khi mà chúng ta học về những cái diễn trình tâm chính thiền đắc đạo thì cái đó không có nhiều. Giống như quý vị đi học cả một semester, học cả một khóa rồi, nhưng mà khi mà mình đi vào thi exam thì chỉ có buổi là mình đã xong. Cái đó là cái mà chúng ta nên hiểu. Thưa quý vị, trước khi kết thúc thì chúng tôi muốn nhắc lại một cái điểm mà chúng tôi có nêu lên trong phần sau cùng của bài học hôm nay, là không vui nhưng mà nên học, đó là chữ thiền. Thiền là cái âm Hán Việt của chữ chan, người Trung Hoa gọi chan, và chữ chan là cái phiên âm của chữ cha. Và cha ná đó ở trong Tam Tạng Pali và trong Thắng Pháp chỉ cho thiền chỉ, chỉ thiền chỉ tức là tu tập chứng sơ gì tam tứ thiền tu samatha. Nhưng mà ở trong cái chữ thiền trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam ảnh hưởng thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản thì chữ thiền có hiểu khác. Thiền có hiểu là sự tu tập nội tại. Thật ra ở bên các quốc gia Phật giáo Nam Tông đó, người ta không có dùng chữ chana là thiền, mà ta dùng chữ bhavana là sự tu tập. Và đặc biệt quý vị đến các ngài như ngài Ajahn Chah, ngài Ajahn Mahabua đó, thì các vị ít khi các vị nghe cái nói về chana lắm, mà các vị dùng chữ samadhi gọi là định học tăng trưởng. Tăng thượng tức là tu tập định học, tức là mình có tam học là tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, là tu tập samatha, samadhi, là một cách để quân tu nội tại. Nên người Việt Nam chúng ta thì dùng cái chữ thiền nó hơi lạm phát, và hơi lạm phát nó đi qua cái chữ thiền, chúng ta phải cẩn thận nhớ như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai là thứ sáu thứ bảy chúng ta có giáo trình phản ứng, và chúng tôi là người phụ trách giáo trình phản ứng ngày mai.
xin đại đệ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai con thành kính bệnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng và từ bi kết thúc buổi học ngày hôm nay. Sa thú lành thai con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh, hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Xin sám hối đạo tràng. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ơn quý ngài và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.